đang thương chọn một người mà khổ nỗi. Khổ nỗi FA cô không hiểu chọn đời bên em. Câu hỏi để có thể viết lại đâu. Mình đang thương trộm một người mà khó nói. Follow Facebook của bạn ấy đi. Follow Facebook của cái bạn thầm trưng trộm nhớ đi. Xong rồi tìm hiểu, ví dụ người ta thích trà sữa thì ship trà sữa đến. Người ta thích ăn xôi thì mang xôi đến. Đấy kiểu đấy. Hoặc là người ta, nhà người ta đang có việc ấy thì mình thò ngoài ngõ người vào giúp chẳng hạn. Ví dụ thế. Nó thích mùi hơi nách của anh á. Thế là nó yêu anh rồi. Còn đứa con gái nào mà bảo là nó thích mùi hơi nách của anh là nó yêu anh lắm luôn. Những cô gái như thế thì nên lo, nên trân trọng và giữ gìn bởi vì không còn nhiều.
mưa xong, tinh thần thoải mái mà lại là ngày chủ nhật đẹp trời nữa. Thế nên là mình bé, nếu mà có điều gì thầm kín muốn tâm sự ở đây ra thì cô sẽ cố gắng hết sức để cô giải đáp những thắc mắc của những lứa tuổi dậy thì hoặc là mấy bé đang thầm thương trọng nhớ ai mà khó nói thì nói với cô. Cô sẽ bày cách cho nha. Thank you.